Hello Hello everyone. teacher. Hello Tom. Hello. Are you watching football? No. Who is against Vietnam right now? What is the score? Malaysia. Vietnam versus Malaysia? Okay. So what is the score right now? It is half time. Không, các bạn, các con có muốn xem bóng đá không? À đâu, không phải là các con muốn xem bóng đá không? Các con có thích xem bóng đá không? Ủa. Nhưng mà những cái hôm mà cô dạy thì toàn là những cái hôm có bóng đá hoặc là có một cái gì đấy là quan trọng. Con là con gái. Con là con gái nhưng mà con vẫn thích xem bóng đá đúng không? Bóng đá thì cô nghĩ là ai cũng thích xem, bởi vì kiểu là nó tạo cho mình cái không khí ấy, xong rồi có một cái gì đấy rất là đoàn kết giữa những người mà xem bóng đá với nhau, cũng không phân biệt là mình ở nước nào hay là mình là bao nhiêu tuổi hay mình là giới tính nào. Khá là hay. Đấy, không biết là bây giờ đang tỷ số như nào rồi, cô cũng mong là Việt Nam thắng. Việt Nam có vẻ khá là trội ở SEA Games năm nay, chắc là chủ nhà đây là khí thế nó kiểu tăng vọt ấy. Ok, hôm nay chúng ta sẽ vào bài và chúng ta sẽ học về lý thuyết một chút. Sau đấy thì chắc chắn là sẽ có quiz block kit ở cuối giờ rồi. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem. Read the text again and find more examples of past simple, negative and past simple questions. Ok con, bây giờ cô cần hai bạn đi. Các con cứ lấy cái bút ý, gạch chân hoặc là highlight. Một bạn sẽ làm về past simple negative này. Một bạn sẽ làm về... Ngoài bạn nào đang hát ba thưa con gì đấy. Ok, một bạn sẽ làm giúp cô về câu... thì quá khứ ở dạng phủ định và thì quá khứ ở dạng câu hỏi nhá. Các con gạch chân mà thôi, bây giờ cô mời hai bạn thôi, cũng chỉ có hai bạn thôi. Đầu tiên là bạn bạn Hữu Nghĩa đi. Sau đấy là bạn Phương Kenna nhá. Bạn Hữu Nghĩa gạch hết cho cô tất cả những câu nào mà nó là thì quá khứ đơn nhưng mà là dạng phủ định. Còn bạn Phương Kenna thì con làm cho cô cái câu hỏi ở thì quá khứ, gạch chân ở trong bài nhé. Ok, các con nhắn gì ở trong? Việt Nam bỏ lỡ tới hai cơ hội. Ừ, lúc khoảng 7 rưỡi, cô ra ngoài kia thấy bố mẹ cô kiểu đang thấy hô rất là to. Tự nhiên, chả thấy nói gì nữa thì chắc chắn là trượt. Trong nữa thử cô ngồi trong này rồi cô cũng nghe ngóng xem là có vào không. Nếu mà vào thì ngoài kia ồn này, ngoài đường ồn này, xung quanh nhà cô rất là nhiều cửa hàng bia. Nên là mọi người sẽ đi nhậu vừa uống bia, vừa xem bóng đá. Đấy. Vui nhỉ? Thế nào tổ chức này vui phết. Hàng năm tổ chức được không? Ok, có thấy bạn Hữu Nghĩa đã đang làm rồi. Bạn Phương đâu rồi? Con có điền được lên trên... Viết được lên không? Thế rồi, cô bấm nhầm. Đấy, con cứ lấy bút, con có thể highlight này, con có thể gạch chân này. Miễn là... Cô đợi thể... em. Ừ, ok. Nhiều lắm Nghĩa. Đúng rồi, ok. Con phải gạch luôn cả cái động từ nữa. Nếu mà chỉ gạch cái didn't thôi thì nó cũng không phải là cái cấu trúc của câu phủ định đâu, đúng không? Đúng rồi. Rồi, cô cần một bạn viết cho cô cấu trúc của câu phủ định trong thì hiện tại, à, trong thì quá khứ đơn là gì? À, bạn Đức An nha. Đức An viết cho cô vào cái chỗ trống ở dưới chữ past simple negative này. Sau đó là bạn Trương Khánh Linh viết cho cô cái cấu trúc, cái form của nó ấy, về câu hỏi trong thì quá khứ đơn nha. Ô, cô bây giờ thế nào cô?
Đây con viết vào đây, con viết vào chỗ trống này, con viết cái cấu trúc của nó ra kiểu chủ ngữ cộng gì cộng gì cộng gì. À, vâng ạ. À. Chia làm ba trường hợp negative, positive và question của. À, của con là chỉ negative thôi con ạ. Đây, của con là cái past simple negative. Còn bạn Trương Khánh Linh sẽ là past simple questions nha. Rồi, bạn Hữu Nghĩa và bạn Kenna thì đã có việc của các bạn ấy rồi là cái chân, những cái phần đó có ở trong bài. Rồi. Đúng rồi, giỏi nè. Các con đừng có bỏ lỡ cái đoạn ở trên này nữa nha. Cái đoạn màu tím ở trên này này cũng có đấy đúng không? Đấy, nhiều lắm. Đúng rồi, rồi. Rồi bạn Đức An và bạn Trương Khánh Linh, nếu mà các con viết xong cái form mà con của các cái thì mà cô vừa giao ấy thì con cho cô xin một cái ví dụ nữa. Ví dụ viết ngay xuống dưới. Có thể lấy ví dụ trong bài hoặc là lấy ví dụ của bản thân con được. Ok. Nghĩa con đã hoàn thành chưa? Cô check nha. But they weren't at school. Con ơi, cái sổ con nó bị lỗi, cô nên cô thông cảm cô. Ok con, không sao. Cô vẫn đọc được, vẫn hiểu được là được. Rồi, bạn Nghĩa cô chữa tiếp này. They didn't earn. Đúng, they didn't earn any money. Họ không kiếm được một tẹo tiền nào. We didn't have much time. I didn't stop for lunch. Đúng rồi này. No, I didn't. Đây là câu trả lời cho câu hỏi trên đúng không? Rồi. But I didn't do any cooking all week. I didn't want to work. Đúng không? Rất là giỏi. Phương, bạn Phương biết con đã làm xong chưa? Cô có chữa lần lượt nhá. Chúng ta có những câu hỏi này. Did they enjoy their week at work? What did they learn? Nhớ là bạn chúng ta sẽ có hai loại câu hỏi là yes, no question và câu hỏi có từ để hỏi đúng không? Information question đấy. Thì bạn Trương Hành Linh cũng biết đủ cho cô nha. Rồi, where did you work? What did you do? Did you enjoy it? Đúng rồi. Hai bạn Hữu Nghĩa và Kenna. Rất là giỏi. Rồi. Rồi, I did not go to school today. Bạn Đức An đã viết đúng cái cấu trúc của thì hiện thì quá khứ đơn ở dạng phủ định rồi. Là chủ ngữ này. Cộng did not. Mình có thể viết tắt là didn't đúng không nào? I did not hoặc là I didn't. Sau đó chúng ta sẽ cộng với động từ. Và nhớ động từ này phải ở dạng nguyên thể nha. Nguyên thể không chia. Sau đó con có thể cộng với tân ngữ bất kỳ. Rồi, ví dụ của bạn ý là I did not go to school today. Rồi, hôm nay thì tôi đã không đi học. Ok. Và nhớ khi mà mình sử dụng thì quá khứ đơn ấy, thì mình cần có, nên có đấy, trạng từ chỉ thời gian. Chẳng hạn như là yesterday, this morning, today, last night, 2 weeks ago, last year, đó, last night, in 2010, đó, ok. Chứ Khánh Linh, con mới viết cho cô đây là cái cấu trúc của câu hỏi, nhưng mà nó mới chỉ là yes, no question thôi đúng không? Thế thì nếu mà câu muốn hỏi về thông tin, con sẽ viết như thế nào? Chẳng hạn như là hôm qua cậu đã làm gì? Hôm qua cậu đã ăn gì? Đó. Rồi, bạn Minh Trí giúp cô nhá. Thế con sẽ trả lời cái câu did you do your homework như thế nào? Con viết ở đây cô được không? Phải viết ở đây nhá. Đấy, con sẽ trả lời cái câu hỏi của bạn ấy như thế nào? Đấy, như cô vừa nói thì mình nên có một cái trạng từ chỉ thời gian nào đó ở đây. Kiểu như là last night. Đấy, cô sửa chút. Rồi, did you do your homework last night? Rồi, Minh Chí con viết bên cạnh luôn nha. Con sẽ trả lời câu này như thế nào? Trả lời một cách ngắn gọn. Short answer. Mãi nói quá, quên không cho các bạn khác vào trong phòng. Rồi. Ok.
Ok, yes, I did. Nhưng mà nếu mà con muốn trả lời là không thì con sẽ ghi như thế nào? Ghi ngay xuống dưới của cô nha. Ok, bạn Trương Khánh Linh đã viết thêm cho chúng ta rồi. The WH này thì có nghĩa là bạn ấy đang viết là từ để hỏi đúng không? Từ để hỏi chúng ta có nhiều lắm. Hầu hết là bắt đầu bằng chữ WH, chẳng hạn là what, who, when, why, which, where. Đấy. Ngoài ra chúng ta có một số từ như là how. How thì how long, how many, how much, how often, how long, how far. Đấy, nhiều lắm. Cứ mình muốn hỏi cái thông tin nào đó thì mình thêm cái từ để hỏi đó vào đằng trước thôi. Vào đằng trước là vào đằng trước ngay cái câu này. Đấy, kiểu thế. Ok, đúng rồi. Minh Trí chuẩn vào con ơi. Ok, thank you. Con sẽ tiếp sang bài tiếp theo nhé. Mà các con đã nắm được rồi. Chiu chiu. Ờ, thiếu câu I didn't say này. Rồi. Xà cô sẽ xóa cái trên bảng đi nha. Đỡ dối. Ok. Chúng ta có bài tập tiếp theo. Task number 5. Correct the sentences. Chúng ta sẽ có câu này. Đều là những câu có thông tin sai. Nhiệm vụ của con sẽ phải sửa những câu này. Chúng ta có 3 câu thôi. Bây giờ cô cần một bạn. Ba bạn tìm giúp cô những cái phần thông tin, cái vị trí mà chúng ta có thể tìm được cái thông tin này ở trong bài để mà chúng ta đối chiếu ấy. Rồi, cô sẽ gọi ba bạn trước nha. Chúng ta chưa làm vội, chúng ta chưa sửa vội. Cô cần các con tìm giúp cô cái phần thông tin đó trong bài để chúng ta đối chiếu với câu hỏi xem có đúng không. Ok, đầu tiên là bạn Jerry này. Các con cứ lấy bút và highlight hoặc là gạch chân lên nhé. Bạn Jerry làm giúp cô câu 1, tìm thông tin đó ở trong bài. Bạn tiếp theo là bạn bạn nào đây? Tino. Ôi, bạn Trương Khánh Linh, con có cái kiểu avatar gì đẹp nhất, con kiếm ở đâu ra vậy? À, Jerry cũng thế. Trời ơi, chị rồi. Ok. Bạn Linh Chi làm giúp cô, tìm giúp cô phần câu hỏi ở câu 1. Bạn Tino làm cho cô câu 2, tìm cái phần đó ở trong bài. Và tiếp theo là bạn Phan Nguyễn Ánh Ngọc làm cho cô 3. Các con nhắn gì trong chat nhiều quá. Ok, tôi xin lỗi, hôm nay cô lại nhìn cam của các con. Cô lại chưa đọc chat. Rồi, nhưng mà cô nhớ con à. Cô nhớ là bạn nào cô gọi và bạn nào cô chưa gọi, là cô sẽ cố gắng gọi đầy đủ. Đấy, Jerry làm câu 1, Tino làm câu 2 và bạn Phan Nguyễn Ánh Ngọc làm câu 3. Tìm phần thông tin thôi đã nhá. Nhưng cô không bao giờ gọi em đâu. Con là ai? Minh Trí, không phải Minh Trí. Con là Đức Minh à? Đức Minh đúng không? Có gọi này. Cô không gọi à? Thế thì lắc cô gọi. Có nhiều cơ hội lắm. Ok. Con gạch chưa, gạch chân chưa. Nếu mà không sử dụng được cái annotate phải báo cô luôn nhá. Không làm được thì cũng mất thời gian. Rồi. Mì hơi nhiều ở trong chat. Lê Bùi Phương Anh, con muốn trả lời để cô đợi ba bạn xem là các bạn ấy có đang làm không. Ok, cô thấy bạn Jerry làm rồi, có nghĩa các bạn ấy làm thôi. Phương Anh đợi cô. Con cho cô là nếu mà có thể là con chỉ tìm từ thôi đúng không, còn điền từ vào thì là bạn khác đúng không? Đúng rồi con ạ. Hiện tại các con mới tìm cho cô cái phần thông tin đó ở trong bài thôi nhá. Chưa viết, chưa sửa. Không biết đã đúng chưa đây. Ok, câu 1 chúng ta có câu hỏi là the cafe opened at 6 o'clock in the morning. Ok, cô thấy có một bạn gạch chân ở đây. Đúng không nhỉ?
Đúng đúng không? Đúng rồi, đúng là cái phần thông tin này rồi. Tiếp theo, Nina finished work at 7 o'clock. Nếu mà chúng ta muốn tìm thông tin về bạn Nina thì chúng ta phải xem những câu trả lời của bạn ý. Nina thì cũng là bạn mà làm ở quán cà phê, nên là chúng ta cũng sẽ phải tìm cái câu trả lời của bạn Nina thì mới tìm được thông tin, mới biết thông tin ở đâu. Và câu cuối cùng là Julia opened the letters in the afternoon. Câu số 3 thì phải nhìn xem là bạn Julia trả lời như thế nào. Và nó sẽ có cái liên quan gì đó đến letters. Ok, Ánh Ngọc. Ánh Ngọc, con đã đang làm chưa? Con đã đang gạch chân được chưa? Con đã tìm được cái phần đó chưa? Dạ rồi. Ok, con gạch giúp cô lên trên nhà. Dạ, cháu có hai lá đây rồi cô ơi. Ok, chuẩn rồi. Rồi, ok. Cô thấy con là gạch chuẩn rồi đấy. Bây giờ cô mời ba bạn nữa. Ok, bạn đầu tiên là bạn Lê Bùi Phương Anh. Em của bạn là Lê Bùi Đức An đúng không? Phương Anh nè. Vâng ạ. Ok ok. Đúng một tí. Bạn tiếp theo là bạn Bill Gates. Biết được không con? Biết được đúng không? Bạn tiếp theo, bạn cuối cùng là bạn bạn nào? Sao toàn là Đức An chứ Thành Linh nhắn ở trong chat vậy? Tiếp theo cô sẽ gọi bạn bạn nào mà vừa bảo là cô không bao giờ gọi con ấy nhở, bạn nào đấy? Cô muốn con không? Con không phải. Nào đấy? Anh Linh rồi. Nào, cho cô xin một cánh tay đây. Cùng một củng cho bạn Tina vậy. Trời ơi. Đức An đợi cô. Trời ơi, con trả lời rồi. Cô đang để cho cơ hội cho em của con trả lời. Rồi, đó, bây giờ các con sẽ sửa giúp cô và viết nó ở phần chỗ trống này. Xem mình sửa câu đấy như nào nhá. Thông tin đúng là gì? Các bạn trước thì các bạn đã tìm cho chúng ta phần đó rồi. Bây giờ các con chỉ được sửa thôi. Ơ, có một bạn tên là Thanh Trúc. Thanh Hồng gì đó. Cứ joining mãi không được. Rất là do mạng. Cho cô thông tin đi Tina ơi. Các con phủ định thì tất nhiên là đúng rồi. Đúng không? Con cứ viết câu đấy đi. Con viết câu đấy đi rồi con viết một câu nữa là cô. Cứ viết đi, không phải xóa đâu. Con nói vậy thôi. Tất cả hai cách đều được sao? Trong trường hợp mà con bí quá thì các con lại chả phải biến câu đấy thành phủ định à? Đúng không? Phải phủ định nó ngay. Nhưng mà đây thì mình có thông tin đúng ở trong bài ấy, cho nên là mình dạy gì mà mình không biết. Đấy, đây là cái tội để viết ghi nhá. Phương Anh, con đã viết được chưa? Bạn Bill Gates viết đi nha. Mấy giờ rồi? Còn lâu chúng ta mới hết giờ. Sẽ có rất nhiều thời gian để làm quiz. Trong khi đó, cô sẽ xem tỷ số hiện tại là bao nhiêu. Vẫn không không cô ạ. Vẫn không không. Thế mà cái trận này có quan trọng không? Trận này có quan trọng không? Có mang tính quyết định. Lần này nếu mà thắng là vô chung kết cô ạ. Đã chung kết rồi. Sao nhanh vậy? Ủa con Phương Anh. Có một cái to vậy. Có cái to vậy. Lúc kia đã có anh con. Phương Anh cho có cái to thế. Yeah. The cafe opened at 7 o'clock in the morning. Ok, đúng rồi. Đúng rồi. Đấy. Nó hơi to nhá. Đúng rồi, hơi to nhá. Hơi chắn màn hình chút nhá. Rồi, bạn Tina xem nào. She opened the letters in the
morning rồi, không in the morning đâu nha. In the morning. Ok, thì cái phần công phần thông tin là nó ở đây. In the morning I open all the letters. Rồi, công việc chúng ta chỉ đợi bạn Bill Gates thôi. Con ơi, con biết chưa? Giờ con biết được chứ không cô? Con không, nếu mà con không biết được con nói vậy. Nói cho cô vậy. Nào đó. Nói cũng được con ạ, tự bật mic lên nói. Cô vẫn mở mic cho các con. Không nghe thấy gì. Đâu rồi? À đây rồi. Nina finished work. Rồi bạn Tina thì cũng viết vào đây. Nina finished work at 2 o'clock. Nina hoàn thành công việc lúc 2 giờ hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Đáng lẽ là bạn ấy phải ở lại đến 6 giờ cơ. Nhưng mà bạn ấy 2 giờ bạn đang nghỉ rồi. Rồi, đúng rồi. Xong. Rồi, chúng ta có 3 câu tiếp theo. Cô xóa phần trên bảng. Rồi, cô lại mời 3 bạn gạch chân giúp cô những cái phần thông tin mà con có thể tìm được trong câu 4, 5 và 6. Cô mời 3 bạn tương ứng nhá. Là đầu tiên là bạn... Trời đất. Nhắn hơi nhiều. Tất nhiên là cô nhìn trong trong chat thì toàn là Đức An và bạn Trương Khánh Linh nhắn. Nhìn trong đấy thì chỉ gọi 2 bạn ấy thôi. Bây giờ cô phải nhìn ra chỗ khác. Câu 1. Bạn nào tìm giúp cô đây? Bạn là Sussy Boy. Đây, tên của bạn ý như này. Tìm giúp cô trong bài. Gạch chân giúp cô, highlight giúp cô. Câu số 5 là bạn... Con cô ơi. Con chờ cô. Rồi, con bảo em con làm cách nào viết nhỏ lại. Ôi bạn Jenny chạy đâu à? Cô chỉ nhìn thấy cái tủ thôi. Bạn câu số 2 là bạn Nguyễn Chí Hiếu, không biết con có viết được lên trên này không, thử nhá. Gạch chân giúp cô phần thông tin tìm được trong bài. Oh. Ok. Và bạn tiếp theo là bạn nào? Bạn có Sunflower. Được An chào cô. Rồi, cách chân cô được đấy cô. Nhưng mà tại con lười quá đấy cô. Ai lười? Sao lười? Tại lười. Con em con nó lười. Trời. Còn bạn Tino bảo con xin cô là sao? Con xin cô làm cái gì? Muốn làm bài á? À muốn làm gì? Được rồi. Từ từ để cô đợi các bạn gạch chân cái đã. Tino lúc đấy là busy đâu cô. Ở tab khác. Thế này mới có. Khi nào có cô mở chứ. Cô nói lên. Rồi bạn nào điền ở đây nhỉ? Other times. Ủa vậy? Xóa mất rồi. Other times he asked me to use the computer to look for information he needed. Cô bố nó xem nào. Julia, use the computer to send emails. Đầu tiên từ khóa chúng ta là Julia, nên chúng ta sẽ phải tìm cái thông tin liên quan bạn Julia và những câu hỏi, câu trả lời của bạn ý. Julia này, có gì liên quan đến computer này. Đấy. Số 5 là lại là bạn Nina, tìm câu trả lời của bạn Nina. Đó, số 6 là bạn Julia. Đó. Các con gạch chân được chưa? Yo. Bạn là Sussy Boy rồi. Nhắn vào trong chat mà chẳng thấy làm cho cô gì. Chat nhiều quá. Chat nhiều thật. Con xin cô. Chino vẫn xin cô. Chờ cô. Chờ cô. Bill Gates. Làm luôn hả cô? Không, con sẽ gạch chân. Con sẽ gạch chân cho cái phần thông tin mà con có thể tìm được ở trong bài. Chưa, gạch chân. Tìm thông tin. Đấy, là ba bạn ở trên bảng là tìm thông tin nhá. Còn ba bạn tiếp theo à? Nhanh, con gạch đi. Các con gạch chân đi để cô gọi ba bạn tiếp theo để chúng ta sẽ sửa cái chat nó che thông tin. Che á. Cô
Cái gì đâu? Có một là bạn là trời ơi, không có chân hả? Rồi cứ gọi luôn này. Tino sửa cho cô có 4. Mi là bạn nào? Bạn Mi là bạn nào? Thích có Mi ở trong này sao cô biết là bạn nào? Hả? Chắc là bạn nơi. Chịu. Không biết tên không bọn. Không biết gì, không biết gì hết. Vẫn thấy chat nhảy nhảy loạn xí ngậu ấy. Thôi 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 không chat nữa. Nào, gọi bạn cô Hương siêu xấu nha. Cô Hương siêu xấu làm câu số 5 nhá. Viết tắt thôi, không đủ chỗ để. Đây, CHXS. Số 6 ấy. Em cô. Số 6 là bạn em cô. Em cô là bạn nào? Anh Linh cô. Hả? Tôi tên là gì? Trương Khánh Linh. Trương Khánh Linh. Khó thơ. Thao. Gọi rồi. Cô gọi các bạn chưa gọi. Chờ cô nhiều bài. Em còn cô. Lan Phương. Bùi Lan Phương. Không biết có biết được không nữa. Nhanh nhá. Các con nếu mà cô gọi mà không làm được thì phải báo cô luôn để cô gọi các bạn khác. Em cô, phải em cô. Chả biết bạn nào với bạn nào. Cái này chỉ sửa thôi à cô? Ba bạn Sassy Boy, Nguyễn Chí Hiếu và Sunflower gạch chân cho cô ở trong bài. Tìm thông tin. Cô vì bạn em dùng máy tính nên là em không có chế độ highlight với viết. Có mà. Máy tính á, con dùng máy tính thì lại càng có. Annotate, chọn draw, chọn các cái đường nét mà con muốn. Được. Bạn Nguyễn Chí Hiếu có đang làm không ý nhỉ? Lan Phương sửa luôn cho cô nhá. Nhiệm vụ của con không phải là gạch chân đâu mà con sẽ viết luôn đó. Bạn nào đang mở? Rồi. Rồi. Sassy boy, other times he asked me to use the computer to look for information he needed. Uh-huh. Rồi, bạn Sassy boy đã tìm đúng thông tin rồi đấy, tìm đúng vị trí rồi đấy. Nào là gạch chân màu sắc đúng nhỉ? I didn't do any cooking all week. Chắc là bạn chỉ Hiếu đúng không? Con gạch chân đây đúng không? Rồi. Chiếu. No, it's me. It's me là. Rồi, thế bạn chỉ Hiếu đâu? Very. Trời đất ơi, con phải ít ra con cũng phải xin phép cô chứ. Cô mới biết được là ai làm chứ. Rồi, bạn là Sunflower chắc là con gạch cái này đúng không? I wanted to work in the TV studio. Cô gọi bạn khác đi chứ. Cái kiểu này thì em không có chỗ. Em không có chỗ gạch. À, em không có chỗ để có phần highlight và vẽ. Đây, con viết đây gì? Viết chỗ này gì? Con viết đấy. Con viết ở đây. Con viết chữ. Type. Cũng không nhưng có. Mà để... Không có là sao? Con không hiểu. Đây, con có một là chỗ cũng không trắng. Có phần tag ý cô ạ. Không có text. Thế á? Annotate cộng text. Chọn text. Rồi viết ra đây. Thế cô không biết à? Cô em không có cái phần viết chữ ấy cô. Thôi okay. Cô gọi bạn khác đi. Thế con có thể nói cũng được. Nói không? Nói đi. Con em tí. Cho thời gian nghĩ rồi nói nha. Số 6 bạn San Sao ở gạch chân đúng chưa nhỉ? Julia có thật sự làm việc ở TV studio không? Đấy, nếu mà con gạch chân ở đoạn này thì chưa đúng lắm đâu. Mình chưa có được cái thông tin mình cần phải nắm được. Chưa phải câu này. Nó xung quanh câu đấy. Sắp đến rồi. Ok, Tina đang viết Julia. Ờ, sao con không triệu từ? Không triệu từ nè. Không triệu từ. Julia used đúng không? The computer to gì gì đó. Viết vào cho cô xem. Lan Phương.
Ủa, con có viết được không nhỉ? Viết bằng cái phần text. Cái bạn mi con sao con viết linh tinh lên trên bảng hả con? Cô ơi cô. Mi. Sao đấy cô? Chỉ còn cái cách này viết không cô? Chỉ còn cách viết á. Vào annotate. Vào text. Rồi mình đánh ra là được. Cô trên điện thoại có viết được chữ không cô? Trên điện thoại viết được chữ không? Cô chưa thử bao giờ nhưng hình như là không. Thì là viết được rồi cô. Cô sợ là không. Trên điện thoại cô chưa là có cô. Chỉ cho con với. Ôi cô. Chữ cô chưa là có là phải tay mình viết cơ. Nhưng nó xấu lắm. Chơi bên luôn. Nếu bạn nào mà không viết được thì đọc cho cô vậy nào. Bạn là cô Hương siêu xấu đâu rồi? Đọc cho cô đi. Bạn cô siêu xấu. Con sẽ sửa như nào? Con ghi là cô Hương xinh đẹp trong học kết quả. Nào. Đâu rồi? Ơ, nói đi con. Không viết được thì mình nói thôi. Cô Năm. Có phải là I wanted to work in a cafe because I like cooking. Hả? Không, mình chỉ sửa thôi con. Con sẽ sửa là gì? Viết hẳn câu này vào. Nina didn't do any cooking in the cafe. Đúng không? Đấy, biến đổi câu này thành câu phủ định. Rồi bạn Khánh Linh viết cho cô đi. Em cứ bạn tưởng là khoanh cơ của. Trời ơi, khoanh cái gì vậy con? Có chỗ nào để khoanh không? Trương Khánh Linh viết giúp cô cái câu sửa của câu số 5 nha. Grammar. Cô chỉ em cắt đi cô, ở đâu này cô em chưa thấy. Con dùng máy gì đấy? Máy tính hay điện thoại? Máy tính thì là ở phần annotate, sau đó chọn text. Bruh. Còn trên điện thoại cô không chắc. Phần view option nha, bấm vào trong đấy xong rồi vào trong cái phần annotate là được. Đó. Không biết đâu. View option. Mở trên đi. Có phải Lan Phương nói không? Dạ. Không ạ. Cô ơi, cô nhưng mà... Nào, cô. Bạn nào cứ bảo cô dạy thế, bạn nào cứ bảo là cô chỉ cho con cách làm ấy. Con là bạn không nào không? Con sao rồi, con phải gạch chân đúng cái phần này cho cô đi. Bạn chưa Hạnh Linh đâu rồi. Bây giờ em mới biết cách. Em share cho lớp cách mà viết. Trương Khánh Linh nha, viết giúp cô. Viết giúp cô cái câu... sửa. À em tìm 5. Được cách rồi cô. Em tìm được cách vẽ trên máy tính rồi. Vẽ thì trên máy tính nó có phần bấm vào phần tùy chọn xem, sau đó bấm vào chú thích, thế là có mấy vẽ. Bấm vào view option nhỉ. View option. Cô không chắc. Máy tính. À trên máy tính á thì nó phần annotate ở phần cái thanh công cụ ấy con. Có trong cái phần view option nhỉ, sau đó bấm vào annotate. Annotate, nói chung là annotate nhá. Ok, đi là trên giờ. Không phải didn't do the cook rồi. Didn't do the cooking. Đúng không? Do the cooking mới đúng. Chứ không ai nói do the cook. Rồi, Bùi Lan Phương còn viết được không nào? Bạn là Sunflower. Có không một biết chỗ được mà cô. Thông, có một cái chỗ mà thông tin nó ngay đây là con. Nó ngay đây luôn. Cô gạch này, cho con nhìn ra luôn. Đây, đoạn này. I worked in the office of the TV company. Thấy chưa? Đấy mới là câu. Đấy mới là phần thông tin chứ. Lan Phương còn viết không nhỉ? Con mà không biết được thì cô gọi bạn Đức An nhá. Đức An viết giúp cô câu trả lời. Câu sửa, câu 6 nha. Vâng ạ. Mà Đức Đình viết sai này đấy. Đức Đình viết này á, chết rồi. Cái đền thiếu một chữ N là sai rồi. Đít. Vậy sao chúng ta có bị trừ điểm không cô? Có. Trong bài thi chắc chắn là có trừ điểm rồi. Còn bây giờ thì cô cũng chẳng có điểm mà trừ. Cô trừ bao nhiêu ạ? Trừ cả câu cô, luôn đi con. Trừ cả câu luôn. Viết sai từ trừ hết. Kể cả bài viết lại câu này hay là bài. Nói chung là cứ bài tự luận. Viết sai câu là trừ điểm không?
cô nào nhẹ tay chắc trừ nửa số điểm, nhưng mà cô nghĩ là không có ai làm thế cả. Nó có 3 rem điểm hết rồi. Có cô làm thế. Rồi, Đức An viết giúp cô nhé. Bạn Tino xem viết đúng chưa nào? Julia used the computer to look. Để nhìn á. Look for information. Thực tế em là cô gương siêu số, em tên là Bùi Minh Dũng đi cô. Bùi Minh Dũng. Ồ, rồi cô biết rồi. Để tên con đi, cô cứ để cô gương siêu số làm gì. Cô nhìn tên của con đi. Cho cô sửa câu bạn Tino cái đã. Chúng ta có cụm phrasal verb là look for something thì bằng với find something. Đấy. Tìm kiếm thông tin ý. Con viết này thiếu rồi. Look là nhìn, nhưng mà look for thì là tìm kiếm. Được. Thì chúng ta sẽ phải viết cả cái đoạn này vào. To look for information. Cô là tìm kiếm ạ. Ừ, tìm kiếm còn gì con? Look for là find, đồng nghĩa với cả find. Rồi, mời bạn Đức An viết rồi đúng không? À, Julia worked in the office of the TV company. Đúng không? Ok, xong nha. Ôi, Wizzy đi cô, Brookie đi cô. Rồi, chúng ta có một bài duy nhất mà cùng chúng ta bắt buộc phải xử lý trong hôm nay thì mới sang quiz được. Đó là bài nghe. Nào. Ok, bài này. Bài này thì cô muốn các con đều làm được nên là các con sẽ viết những cái đáp án vào trong chat nhá. Nghe nhá. Lắng nghe nhá. Mai cô bây giờ cô không giờ cô không gọi bạn nào cả. Tích cô ơi. Không cho tích, không được tích. Cô disable annotate. Không cho viết lên trên bảng. Phải viết vào chat. Cô ơi. 1.38. Quá chát rồi. Con nói là có chát. Không rồi. Everyone. Rồi, mọi người biết là chat được rồi, chỉ là không biết được trên lên trên bảng. Lại nha. Track 1.38. Hi Joe. How was your job last week? It was great. I loved it. Where did you work? I worked in the museum. Oh no. That sounds boring. It wasn't boring. It was fun. Really? What did you do all day? I worked in the museum shop. I talked to the customers. I helped them find things to buy, and I answered their questions. What time did you start? I started at 8 o'clock in the morning. The shop didn't open until 9, but we needed to get things ready. How did you travel to work every day? Did you go by bus? No, I didn't. I walked. The museum's quite close to my house. Oh, I didn't know that. And how did you get the job? Did the school find it for you? No. I called the museum and asked for a job. At first they said no. But I tried again and they said yes. Wow. Well done, Joe. And they say I can work there again in the summer holidays. Wow, that's brilliant. Congratulations. Hey, con. Nghe lại đi cô à? Nghe lại á, là nghe lần nữa rồi con vẫn viết vào trong chat nha. Track 1.38. Hi Joe, how was your job last week? It was great, I loved it. Where did you work? I worked in the museum. Oh no, that sounds boring. It wasn't boring, it was fun. Really? What did you do all day? I worked in the museum shop. I talked to the customers. I helped them find things to buy, and I answered their questions. What time did you start? I started at 8 o'clock in the morning. The shop didn't open until 9, but we needed to get things ready. How did you travel to work every day? Did you go by bus? No, I didn't. I walked. The museum's quite close to my house. Oh, I didn't know that. And how did you get the job? Did the school find it for you? No. I called the museum and asked for a job. At first they said no, but I tried again and they said yes. Wow, well done, Joe. And they say I can work there again in the summer holidays. Wow, that's brilliant. Congratulations. Rồi, giờ thì hết rồi. Ok, cô sẽ check nhá. Cô thấy các bạn là easy đúng không? Rồi, chuyện nhỏ luôn. Quá dễ.
Ok. Super easy. Game là dễ. Ok. Rồi rồi. Xe nha. Cô thấy là hầu hết các bạn ở trong chat là điền này. 1A này. 2B. 3B và cuối cùng là 4C. Đấy là đúng chúng ta nha. Ok. Chúng ta có A, B, B, C. Rồi. Cô hỏi các con chút thôi. Các con, cô gọi chúng bạn đi. What did he do? What did he do? Trả lời bằng bằng lời giúp cô nhá. Bạn bạn nào đi nhỉ? Bạn Nguyễn Khánh Linh. Nguyễn Khánh Linh. What did he do? Trả lời theo ý hiểu của con. Nhớ được cái thông tin nào trả lời thế. Nguyễn Khánh Linh đâu rồi? Còn đây Nguyễn Khánh Linh. Ok, cô thấy con mở mic này nè, con cứ nói đi. What did he do? Con chưa nghe rõ lắm cô. Con chưa nghe rõ à? Thế thì con chọn, nếu mà con nhìn vào, mấy con có làm bài này không? Con có biết là mình sẽ chọn câu A không? Hay là con có một cái đáp án khác? Con chưa mới chọn được câu 2, câu 3, câu 4, còn câu 1 chưa làm. À, thế thì con nói câu 2 cho cô đi. What time did he start? 8 o'clock. Okay, 8 o'clock. Nếu được con trả lời cả chủ ngữ và vị ngữ thì con chủ ngữ và động từ con sẽ nói như thế nào? Start at 8 o'clock. Chúng ta ý đây là thì quá khứ nhé. Thì mình sẽ trả lời là he started, đúng không? He started at 8 o'clock. Rồi, rồi. Okay, thank you. Bạn một bạn Thi, bạn Tina giúp cô. Trả lời lúc cô một đi. What did he do? He talked with the customer, answer their question. Đúng rồi. Đó. Yeah. Đúng rồi. He worked in the museum shop. He talked to customer and answered their questions. Rồi, rồi. Thank you, con. Câu số 3. How did he travel to work? Bạn An. Không phải bạn Đức An đâu mà bạn. Ôi, tên con là An. Rồi, con trả lời cho cô. How did he travel to work? Con nói đi. Mình chọn câu B đúng không? Bạn đi làm bằng phương tiện gì? He traveled to work by... Đi bộ mình có dùng từ bay không con? Bay chỉ dùng cho con đúng không? He walk. Con cứ nói, bạn An cứ nói đi. He he walking. Ok, đây là thì quá khứ đúng không con? Thì bạn đang đi bộ là walk đúng không? Nhưng mà chia sang quá khứ chúng ta thêm ed này. He walked to work, hoặc là he traveled to work on foot. Yeah. Đấy, có hai cách trả lời như thế. Một là walked, hai là travel on foot. Rồi, câu 4 nhá. He traveled to work on foot. Đúng rồi. Rồi, rồi con ơi. Cô thấy nhiều bạn hay gọi, hay đọc là walked lắm nhá. Các con đọc là walked. Walked. Walk the tờ, walk. Rồi, walk. Sao con? Nó walk. Rồi, con cứ tưởng đó là không sai. À, thế á. Người ta nói tôi cũng cái giọng Anh Anh khá là khó. Tôi Trung Quốc, bạn on foot thôi. Ok. Rồi, cô cuối cùng nhá. Ok. Cô Hương xinh đẹp trong hoặc kép. Ok, cô bố này. How did he get the job? How did he get the job? Bạn nào muốn trả lời câu này cho cô nào? Cô chưa gọi bạn nào nhỉ? Trời, cô gọi hết rồi ạ. Bạn Hoàng Anh Tú à? Đúng không? Tên con là Hoàng Anh Tú đúng không? Anh Tú Hoàng. Dạ không. Không á? Đâu, cô đang gọi bạn Anh Tú Hoàng mà bạn ấy còn chưa bật mic. Bạn ấy còn chưa bật mic nữa là. Hoàng Anh Tú chứ cô. Ừ, ý là tên của bạn ý để là Anh Tú Hoàng. À đây, mở rồi.
Câu số 4 trả lời như nào? How did he get the job? Vì sao? À đâu, bạn ý làm cách nào mà có được cái công việc này? Cô. Con còn nhớ được cái thông tin mà người ta nói không? Dạ không. Bạn nào nhớ được? Dạ. Con nói thật là cô. Không nói à? Bạn là Đức An hộ cô đi. Trả lời câu 4. How did he get the job? First he tried to work to go to the museums. The word is, but they say no. Then he try again and they say yes. Đúng rồi. Ok, bạn ấy phải mất 2 lần gọi cho bên viện bảo tàng đúng không? Đấy. First he called the museum, but they said no. Không phải they say nhá, quá khứ mà đúng không? They said no. Then he tried again and they said yes. Ok, rồi là bạn ấy được nhận công việc đó luôn. Rồi, ok. Đúng rồi, con ơi. Thôi, bài này để buổi sau đi. Buổi sau, buổi sau. Brilliant, thiên tài. Cô ơi. Hello. Con, sao con? Liệu hôm nào chúng tôi lên giống cô? Cái gì cô không nghe rõ. Hôm nay có chuyện đâu lên gì không cô? Hôm nay có gì nhỉ? Sao cô không nghe gì vậy? Có cô gì ơi, không? Cô ơi, cô nói về cả cô tên con của bạn cho đến khi 8:14 con mới vào được lớp của cô. Sao vậy? Sao thế? Rồi cho cô ném một đát flag. Câu cá đi cô, câu cá muôn năm. Từ từ. Từ, chúng ta làm quizzes trước, sau đó thì mới sang cái khác. Con sẽ làm bừa, con sẽ hack nó. Bừa cái gì? Làm thì phải làm thật là bừa. Ai chơi làm bừa? Con hack đáp án. Check chat này này. Cô hack đáp án không? Hack á? Cô nghĩ là không được đâu. Thôi, con vào đi. Con nhiều đi. Cô hay cô nào? Bật mí cho cô cái. Con hack con người đáp án cô. Hack làm sao được. Hôm nay cô định cho con làm mấy cái bài về công về nghề nghiệp. Thôi mà buổi sau thì cũng mới chính là cái chủ đề mà cô muốn cho con làm. Con hack thì con mới lấy được đáp án cô. Thôi đừng hack. Làm thật đi. Con sẽ hack cô. Kiểu gì? Con thích được. Nghe con không nói đâu. Ok con. Rồi. Con thích được. Các con thấy dạo này thời tiết nó mùa hè mà cứ như mùa đông không? Cứ như mùa đông, mùa thu, mùa đông. Ảnh hưởng do bão. Ừ, mai lại mưa đấy. Cuối tuần này lại mưa ở chỗ cô. Cô ở Hà Nội. Ừ, con ở Hà Nội này cô. Đấy thì cô với con là mai chúng ta sẽ đi học đi làm và mưa từ giờ mà đến không? Cuối tuần mưa lân sang cả tuần sau. Đau khổ, con ghét mưa. Hữu nghĩa mà đây là hiện tượng El Nino. Cũng đúng, thay đổi khí hậu. El Nino là hiện tượng nhà kính đúng không? Cô ơi, con lấy đáp án. Các bạn vẫn đang vào. Các bạn khác vẫn đang vào. Chờ tí. Cô ơi, con lấy đáp án rồi. Lấy đáp án ở đâu? Con nói cho cô biết này. Sẽ có một câu nó sẽ có đáp án là đích mình thầy đúng không cô? Cô không biết. Cô không quên đáp án thôi. Chỉ có con biết thôi. Thôi cô bắt đầu đây. Không là mình hết giờ thì không làm được lúc kia đâu nhá. Bắt đầu. Cô thấy con thách hành không? Thank you.
câu. Cô không hiểu sao lại thế nhỉ? Chị kia bảo là easy à? Là easy. Sao kia easy thế? Không rồi rồi. Quá là dễ rồi ông Đòn. Yes. Okay. Con đang là cùng cô. Cô bạn săn sau rồi. Con hết hồ cô ạ. Cô đã làm gì đâu? Hết hồ. Cô làm gì? Không làm gì. Rồi. À, hết hồ. Con biết không? Cái này thì quá là dễ rồi. Cái này ai làm được thì làm sao mà có thể biết là ai giỏi hơn, ai kém hơn. Đợi bài lúc kết nha. Con bị đẩy xuống 14 rồi cô. Con bị đẩy xuống 10. Lúc kết mới là thử quyết định này này. Bài này dễ. Con khóc. Con đi lấy đáp án cho cô ạ. Thấy chưa? Đi lấy đáp án tiếp này. Thôi lấy đáp án. Rồi cô chữa qua tẹo thôi nhá. Có 10, có 11 câu thôi. Cô My dad didn't work. Rồi. Bài thế này dễ quá. Lần sau cô kiếm bài nào khó hơn. Sao cô con... nhanh cho con hết đáp án tiếp nha cô. Con đến thứ 4 đấy cô. My mom didn't go. He didn't study. We didn't play. Con bị đẩy xuống 14. I didn't wear. My friends didn't come. They didn't see. Asian people didn't use. We didn't swim. The cars didn't stop. Và cuối cùng là the shadow, the job shadow didn't help him. Rồi, xong. Cô tắt cái này, cô tắt quiz rồi. Và chúng ta sẽ sang. Cô để xuống 14 rồi cô. Các con muốn làm về cờ. Cô chọn bài cờ là bởi vì là đang có SEA Games cho nên là mình liên quan đến các nước nhau. Còn job thì sẽ liên quan đến bài của buổi sau. Thế thôi, chúng ta làm flash nhé. Sao cô ấy nói là như thế cô? Đúng là sao? Cô nghĩ như thế cờ cô ạ. Nào, chọn đi các bạn ơi. Cô ơi khóc thế, không nhận biết được cờ. Rồi, blue grass world. I got tower. Câu cá. Tất cả hơi nhiều đây. Cô không có cá. Cô sao cô lại lỡ đâu cá. Con cá cô. Câu cá nhiều quá. Cá cô. Thằng mà bắt đầu. Cô thấy là các bạn bảo chơi tower đúng không? Anh cô ơi tower đấy chơi khó hiểu lắm, con chẳng hiểu cô. Hack đúng rồi cô. Đã quyết định rồi. 7 phút nhá, là 7 phút này. 7 phút nhá. Buổi sau thì chơi thôi. Con ơi đầy cơ hội, con lo cái gì? Vô, nhào vô. Thôi không nhắn vào trong chat nữa để cái link nó không bị thôi nha. Yo. Sổ đây nào. Anh kia con. Ông đây còn biết chưa đáp án không ạ? Thôi, biết chưa đáp án chán chết được. Cứ như là kiểu spoil phim ấy. Thế thì còn mất vui. Đúng không? Mất vui mà không nhận biết được. Vấn đề là con không nhận biết được. Con ghệ cái gì đây? Ném linh tinh cái gì trong chat này? Vấn đề là con không nhận biết được cờ cô ạ. Không hiểu, có sao đâu. Không nhận biết được thì sẽ nhận biết được sao? Cô cũng kể mấy cái loại cờ lắm. Mấy cái nước mà kiểu nó phổ biến thì con biết đấy. Nhưng mà kiểu xa xôi, hẻo lánh, kiểu châu Phi, châu Việt là cô cũng không biết đâu. Chắc cô biết được cờ của Nam Phi thật. Máy mà nó ngoài ra. Không cho con đổi tên cô. Ừ. Đi cô. Start up. Start nhá. Từ từ nữa cô. Sao không vào được? Con chưa vào được. Cô gửi lại link đây này. Start. Nếu mà không vào được bằng link thì vào bằng cái code này nhá. Cô start. Start đi cô. Nhé. 4, 5, 3, 7, 3, 0. Từ từ đã cô. Vào đã. Con vẫn vào được tiếp, các con vẫn vào được tiếp mà. Máy có đường link.
Thì con cứ đợi đi. Skippy cô, Skippy, please. Skippy cô, cái này lâu lắm cô ơi. Nó phải thế. Check xem máy của cô nó có bị đầy RAM không, trong lát nữa mà nó toang thì chết cô. Tắt bút chat đi. Hình như chưa thấy nào hack được hay sao nhỉ? Điểm lẹt đẹp quá. Cố lên. Đấy, cô thấy ban đầu là đang cướp crypto của nhau ở đây. Con hay không đi một đường nữa ạ.